Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, thói quen dùng nước mắm sai lầm dễ biến món ăn thành thuốc độc. Nước mắm là một loại gia vị quen thuộc đối với người Việt. Tuy nhiên, sử dụng nước mắm như thế nào cho đúng cách và đảm bảo sức khỏe thì không phải ai cũng biết điều này. Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu thêm về cách sử dụng nước mắm sao cho đúng cách nhé. Dùng nước mắm để ướp thịt. Nước mắm có mùi thơm đặc trưng, do đó được nhiều người sử dụng để ướp thịt. Tuy nhiên, đây là một trong những sai lầm nhiều bà nội trợ mắc phải nhất. Việc làm này sẽ khiến thịt bị khô và cứng hơn so với khi sử dụng bột canh, muối hạt đường để ướp. Khi xào, nấu, bạn nên dùng nước mắm để nêm nếm trước khi hoàn thành món ăn thay vì dùng để ướp thịt. Nấu nước mắm quá lâu. Nấu nước mắm quá lâu sẽ khiến mùi vị và vitamin bị bốc hơi hết. Với món canh, bạn chỉ nên cho nước mắm khi món ăn đã gần chín và chuẩn bị tắt bếp. Với món kho, xào, không nên ướp thịt bằng nước mắm mà hãy đun thịt cho tới mềm rồi cho nước mắm vào tạo mùi thơm là có thể tắt bếp. Nêm nước mắm vào món ăn đang sôi. Cho nước mắm vào nấu trong lúc nước đang sôi sùng sục sẽ khiến một phần axit amin trong loại gia vị này biến mất. Món ăn sẽ không ngon và không có vị ngọt. Ngoài ra, thức ăn của bạn cũng dễ bị chuyển màu nâu sẫm không đẹp mắt do axit amin kết hợp với đường trong các thực phẩm khác. Dùng nước mắm cho trẻ dưới 1 tuổi. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, cha mẹ không nên gia vị, muối, đường, nước mắm, mì chính, hạt nêm, v.v. vào đồ ăn của trẻ dưới 1 tuổi. Nguyên nhân là do thận của trẻ còn đang non nớt. Việc thêm nước mắm hay muối vào đồ ăn sẽ khiến bộ phận này phải chịu gánh nặng. Do đó, trong giai đoạn đầu đời, phụ huynh không nên nêm gia vị vào đồ ăn để đảm bảo sức khỏe của trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.